Kính thưa quý vị, chúng tôi là Kiều Trang và Quang Trương. Xin trân trọng kính chào quý vị đã đến với chương trình tin tức thời sự Việt Nam. Và ngay sau đây là bản tin chi tiết. Bản tin đầu tiên cho biết sau khi Lê Khả Phiêu qua đời thì dư luận đã nhắc lại vết nhơ nhượng đất cho Trung Cộng. Sáng ngày 7 tháng 8 giờ địa phương, khi các báo nhà nước đồng loạt đăng tin cựu Tổng Bí thư Cộng sản Việt Nam Lê Khả Phiêu qua đời, thọ 89 tuổi, thì trên mạng xã hội xuất hiện nhiều ý kiến không tiếc thương mà thay vào đó là một số bình luận chỉ trích. Điển hình là Facebooker Phạm Minh Vũ, một người trong giới tranh đấu, viết rằng: vào năm 1999, Hiệp ước phân chia biên giới Việt Nam-Trung Cộng, lúc đó là Đỗ Mười và Lê Khả Phiêu, Phan Văn Khải đã nhượng cho Trung Cộng cả Ải Nam Quan, một nửa thác Bản Dốc và 15.000 cây số vuông dọc biên giới Việt-Trung. Cũng sang tháng 12 năm 2000, lại là bộ ba quyền lực đó đã cắt đi 15.000 cây số vuông Vịnh Bắc Bộ, bán cho Trung Cộng ở Hiệp định Phân định Vịnh Bắc Bộ. Người ta sẽ nhớ công lao với Đảng Việt cũng như là Trung Cộng của Lê Khả Phiêu, chắc chỉ từng đó, một kẻ phản quốc ba nước. 13 tỉnh và thành phố có người bị Covid-19. Thưa quý vị, Hải Dương là địa phương mới nhất tại Việt Nam thông báo là phát giác ra ca dương tính với lại Covid-19. Thông tin được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật của tỉnh Hải Dương loan đi vào ngày 7 tháng 8. Theo đó, thì bệnh nhân là nam 45 tuổi, ngụ tại phường Nại Hiên Đông, thành phố Đà Nẵng, được phát giác dương tính với lại Covid-19 khi mà nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Vào sáng ngày 7 tháng 8, thì Bộ Y tế của Việt Nam công bố có thêm 3 ca mắc Covid-19, trong đó có 2 ca tại tỉnh Quảng Trị và 1 ca tại tỉnh Thanh Hóa. Cả 3 đều có mối liên quan đến Đà Nẵng. Như vậy thì tính đến ngày 7 tháng 8, có 13 tỉnh và thành phố tại Việt Nam báo cáo là có trường hợp bị nhiễm Covid-19. Đợt lây lan này xuất phát từ tâm dịch ở Đà Nẵng. Bộ Y tế của Việt Nam đưa ra nhận định vào ngày 7 tháng 8 cho rằng dựa theo kết quả phân tích của những trường hợp dương tính với Covid-19 tính theo ngày khởi phát thì trung bình chu kỳ lây nhiễm ước tính từ 5 đến 7 ngày. Việt Nam cho dùng huyết tương người khỏi Covid-19 để chữa cho các ca bệnh mới. Trong lúc đã có người thứ 10 đã thiệt mạng do Covid-19, vào ngày 6 tháng 8, thì trang web của Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam cho biết đã có 5 người khỏi bệnh Covid-19, trong đó có một bác sĩ của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương tình nguyện hiến huyết tương để điều trị cho các bệnh nhân Covid-19 thể trung bình, nặng hoặc là nghiêm trọng. Cũng theo trang này, người nhận huyết tương từ bệnh nhân COVID-19 từ 18 cho tới 75 tuổi được chẩn đoán xác định nhiễm COVID-19 bằng xét nghiệm RT-PCR từ bệnh phẩm hầu họng, đáp ứng tất cả tiêu chuẩn lựa chọn và không có bất kỳ tiêu chuẩn loại trừ nào theo đề cương nghiên cứu. Hiện tại thì truyền thông nhà nước đang phát đi lời kêu gọi của Bộ Y tế, nói rằng người đã khỏi bệnh COVID-19 có thể chủ động liên lạc tới đường dây nóng của các bệnh viện để được tư vấn và giải đáp. Việc hiến huyết tương là hoàn toàn tự nguyện và người cho có quyền chấm dứt tham gia hiến tạng bất kỳ lúc nào. Trung Cộng gây áp lực trên Biển Đông khiến cho Việt Nam mất 1 tỷ Mỹ Kim. Kính thưa quý vị, sau những đồn đoán về số phận dự án hợp tác khai thác năng lượng của Repsol với công ty dầu khí của Việt Nam trước áp lực của Trung Cộng, thì tập đoàn Tây Ban Nha hồi tháng 6 vừa qua đã ra thông báo rằng họ đã ký một thỏa thuận với lại Petro Việt Nam để chuyển nhượng toàn bộ cổ phần mà họ nắm giữ ở 3 lô ngoài khơi của Việt Nam trên Biển Đông. Và Việt Nam đã đồng ý trả khoảng 1 tỷ Mỹ Kim cho hai công ty dầu khí nước ngoài sau khi mà hủy bỏ các hoạt động khai thác của họ trên Biển Đông trước áp lực của Trung Cộng. Thông tin về sự dàn xếp được đưa ra giữa lúc những căng thẳng mới trên Biển Đông dẫn đến những can thiệp chính trị vào ngành khai thác dầu khí trên vùng biển đầy tranh chấp. Hoa Kỳ gần đây đã lên tiếng cáo buộc Trung Cộng bắt nạt Việt Nam và các quốc gia khác ở khu vực trong các hoạt động khai thác dầu khí trên Biển Đông. Truy tố nhóm sản xuất và mua bán xăng giả. Truyền thông trong nước ngày 6 tháng 8 cho biết Công an tỉnh Đắk Nông đề nghị truy tố ông Trịnh Sướng, người được cho là đứng đầu đường dây mua bán xăng và dầu giả. Công an đã quyết định kết luận điều tra và chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát Nhân dân. Ông Trịnh Sướng, giám đốc công ty Mỹ Hưng của Sóc Trăng, cùng 38 người liên quan bị truy tố về tội sản xuất và mua bán hàng giả. Kết luận điều tra cho thấy trong 2 năm 2017 đến cuối tháng 5 2019, ông Trịnh Sướng đã mua dung môi để pha chế, sản xuất hơn 137 triệu lít xăng giả, gần 1.6 triệu lít dầu DO trị giá hơn 2.500 tỷ đồng.
Trong quá trình điều tra kéo dài 2 năm rưỡi, công an đã phát hiện ông Trịnh Sướng và các đồng phạm cung ứng xăng, dầu giả cho hàng trăm cửa hàng, đại lý bán lẻ của công ty gia đình và thu lợi bất chính trên 107 tỷ đồng. Được biết, ông Trịnh Sướng đã thuê người chỉnh đồng hồ của trụ bơm tại các cửa hàng trực thuộc công ty của ông để che giấu số lượng bán ra. Áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn và lốc xoáy ở Biển Đông. Thưa quý vị, sáng ngày 7 tháng 8, một vùng áp thấp nhiệt đới đã xuất hiện trên Biển Đông và kết hợp với lại áp thấp nhiệt đới ở vùng biển phía đông của Phi Luật Tân, gây ra mưa lớn, gió mạnh ở khu vực giữa và Nam Biển Đông. Theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực giữa Biển Đông, nối với lại vùng áp thấp trên và kết hợp với lại gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, cho nên khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông mạnh. Dự báo trong 24 giờ tới thì vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc và chưa có dấu hiệu mạnh thêm. Trên đất liền, do gió mùa Tây Nam mạnh cho nên trong ngày và đêm 7 tháng 8 ở các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa và rải rác có dông. Sài Gòn điều tra hai đường dây đưa người Trung Cộng nhập cảnh trái phép. Cơ quan chức năng thành phố Sài Gòn vừa phát hiện ra hai đường dây đưa người Trung Cộng nhập cảnh trái phép vào thành phố. Ủy ban thành phố Sài Gòn cung cấp thông tin vừa nêu cho báo chí tại cuộc họp trực tuyến sáng ngày 7 tháng 8 và cho biết hiện cơ quan điều tra đang tiến hành điều tra và khởi tố. Phát biểu tại cuộc họp, ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch Sài Gòn cho biết, hai đường dây vừa nêu bị phát giác khi công an bắt giữ 123 người Trung Cộng nhập cảnh trái phép. Những người này sau đó đã được cách ly tập trung và xét nghiệm đều có kết quả âm tính. Thời gian qua, cơ quan chức năng Việt Nam phát hiện ra nhiều trường hợp đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ các nước láng giềng. Theo truyền thông trong nước, chủ yếu là người Trung Cộng nhập cảnh bất hợp pháp, trốn cách ly bằng đường bộ qua các tỉnh giáp biên giới và nhiều nhất là biên giới ở phía Bắc. Tập đoàn dầu khí của Mỹ sắp làm siêu dự án 15 tỷ Mỹ Kim ở Khánh Hòa. Thưa quý vị, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đã bật đèn xanh để tập đoàn dầu khí Millennium của Mỹ xây nhà máy điện khí và kho cảng khí hóa lỏng trị giá 15 tỷ Mỹ Kim ở đặc khu Nam Vân Phong. Theo tin từ tỉnh Khánh Hòa, tại buổi làm việc với lại lãnh đạo của tỉnh này, thì ông Sam Chan là chủ tịch công ty Millennium Việt Nam, thành viên của tập đoàn đã có đơn xin đầu tư dự án điện khí hóa lỏng vào đặc khu Nam Vân Phong. Vị trí của nhà máy sẽ đặt ở tại xã Ninh Phước hoặc là phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa, với tổng diện tích khoảng 600 hectare. Theo đó, dự án thiết kế gồm nhà máy điện có công suất là 9.600 MW cùng với lại hệ thống kho cảng cấp khí cho nhà máy điện và tổng đại lý phân phối khí hóa lỏng cho cả khu vực Đông Nam Á. Giai đoạn 1, dự án sẽ đầu tư khoảng 8 tỷ Mỹ Kim để xây một nhà máy điện có công suất là 4.800 MW và một kho LNG có sức chứa ban đầu trên 10 triệu khối. Đường sắt Việt Nam lỗ gần 726 tỷ đồng trong 7 tháng vừa qua. Tổng công ty đường sắt Việt Nam dự kiến lỗ gần 726 tỷ đồng trong 7 tháng đầu năm 2020 do ảnh hưởng nặng bởi dịch COVID-19. Báo trong nước loan tin ngày 7 tháng 8 cho biết thêm doanh thu hợp nhất toàn tổng công ty dự kiến đạt hơn là 3.650 tỷ đồng. Và trong đó, riêng doanh thu vận tải đường sắt ước đạt hơn là 1.900 tỷ đồng, bằng gần 68% cùng kỳ, giảm hơn 900 tỷ đồng so với cùng kỳ. Nguyên nhân khiến vận tải đường sắt đối mặt với kết quả sản xuất kinh doanh lỗ được nói do số lượng hành khách sụt giảm một cách nghiêm trọng cùng với doanh thu không đủ để bù đắp các chi phí cố định tối thiểu. Cụ thể, hành khách đi tàu 6 tháng đầu năm 2020 chỉ đạt hơn 2 triệu lượt hành khách, bằng 49.04% so với cùng kỳ. Riêng thời gian thực hiện chỉ thị cách ly xã hội, từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 4, lượng hành khách lên tàu chỉ đạt hơn 10.5% so với cùng kỳ. Ngoài ra, hơn 4.000 lao động đường sắt khối phục vụ trên tàu dưới ga thiếu việc làm phải nghỉ luân phiên tạm hoãn hợp đồng lao động. Các nước dọc dòng sông Mekong được thúc giục là phải giải quyết tình trạng mực nước sông bị xuống thấp. Thưa quý vị, Ủy hội sông Mekong hôm 7 tháng 8 đã kêu gọi Trung Cộng và các nước Đông Nam Á là chia sẻ thêm dữ liệu về hoạt động đập thủy điện một cách minh bạch và nhanh chóng, bởi vì dòng nước ở sông Mekong xuống mức thấp kỷ lục sang năm thứ hai liên tiếp. Theo báo cáo, thì mực nước xuống thấp và tình trạng hạn hán tại lưu vực hạ nguồn sông Mekong do nhiều yếu tố gây nên. Nhiều
Ngoài những yếu tố như là lượng mưa ít bởi hiện tượng khí hậu El Nino, còn có tác động của những đập thủy điện ở trên thượng nguồn và ở cả dưới hạ nguồn, gồm có 2 đập ở Lào và 11 đập ở Trung Cộng. Tuy nhiên, Ban Thư ký Ủy hội Sông Mekong đã không thể có được một dữ liệu và thông tin chính thức để xác minh các tác động tiềm tàng của hoạt động trữ nước ở tại khu vực thượng nguồn. Bằng báo cáo dài 32 trang chỉ ra rằng dòng chảy thấp có thể tác động nghiêm trọng đến cộng đồng ở các quốc gia thành viên có dòng Mekong chảy ngang, bao gồm Cambodia, Lào, Thái Lan và Việt Nam. Vừa rồi là chương trình tin tức thời sự Việt Nam. Kiều Trâm và Quang Trương cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi chương trình. Vâng, cảm ơn quý vị và xin kính chào tạm biệt.